Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, năm 2009, tại Việt Nam có khoảng 6,1 triệu người khuyết tật. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ước tính có khoảng 69% người khuyết tật đang ở độ tuổi lao động và chỉ có 30% trong số này có việc làm và thu nhập ổn định để chăm lo cho bản thân và gia đình. Những con số trên cho thấy rằng người khuyết tật rất cần những cơ hội việc làm từ phía cộng đồng để có thể tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống, tự tin hòa nhập với xã hội bằng chính năng lực và sức lao động của mình. Đó là chưa kể, một số người khuyết tật hoàn toàn có thể hơn hẳn về chuyên môn so với những người lao động không khuyết tật khác. Không có lý do gì để xã hội mất đi những lao động giàu chuyên môn chỉ vì sự khiếm khuyết không ảnh hưởng đến công việc của họ. Hiện nay, người tìm việc có thể tiếp cận rất nhiều kênh thông tin tuyển dụng việc làm từ trên mạng Internet, trên các trang báo cũng như trên truyền hình. Tuy nhiên, thông tin tuyển dụng người khuyết tật còn rất hạn chế và chính người khuyết tật cũng có tâm lý lo ngại khi ít có thông tin đăng tuyển người khuyết tật làm việc. Thực tế, không phải người khuyết tật không làm được việc mà vì doanh nghiệp chưa mạnh dạn bố trí công việc phù hợp, do còn e ngại những điều kiện hỗ trợ người khuyết tật hoặc do tâm lý nghĩ rằng người khuyết tật khó có thể làm việc được. Và để tìm được công việc phù hợp với mình, buộc người khuyết tật phải dày công tìm kiếm. Nắm bắt được tình hình đó, dự án xây dựng năng lực tổ chức để nâng cao vị thế và phát triển kinh tế cho người khuyết tật, viết tắt là BRAVE, tại Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DID đã hỗ trợ tối đa cho những người khuyết tật có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Liên hệ với trung tâm, các bạn được đánh giá nhu cầu và năng lực, sau đó được hỗ trợ từ cách viết một CV hoàn chỉnh, đầy đủ thông tin và ấn tượng, đến những bài học về kỹ năng mềm tại câu lạc bộ tìm việc với các chủ đề, cách giao tiếp ứng xử nơi công sở, cách hòa nhập với môi trường làm việc mới, v.v. Khi giới thiệu cho người khuyết tật tìm được việc làm, DID không ngừng lại mà tiếp tục theo suốt quá trình làm việc của người khuyết tật từ 6 tháng đến 1 năm tại doanh nghiệp để tư vấn, hỗ trợ cho cả doanh nghiệp và người khuyết tật. Bên cạnh đó, ngoài việc tăng cường giúp người khuyết tật vượt qua khó khăn ban đầu và giữ việc lâu dài, bộ phận việc làm của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DID còn tham gia vào các sàn giao dịch việc làm nhằm tạo ra kênh thông tin mới, hỗ trợ tốt hơn cho người khuyết tật trước nhu cầu tìm việc ngày càng lớn của người khuyết tật. Các bạn mến, với mong muốn mở rộng các hoạt động giới thiệu việc làm tại DID, nhóm việc làm chúng tôi đã bắt đầu phủ sóng tại tất cả các trung tâm hoặc là sàn giao dịch việc làm của thành phố Hồ Chí Minh, hay các quận huyện Thủ Đức, Biên Hòa và ở quận 7, quận 9 với cái mong muốn rằng là làm sao chúng tôi có nhiều cái cơ hội việc làm hơn cho người khuyết tật. Các bạn đừng lo lắng nữa nhé, hãy đến với các trung tâm ở các sàn giao dịch việc làm ở nơi đó, các trung tâm khuyết tật phát triển DID, nhóm dự án Ray sẽ hỗ trợ cho các bạn, tìm kiếm cho các bạn nhiều cơ hội việc làm hơn. Tham gia vào các sàn giao dịch việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh, nhóm thực hiện dự án sẽ mở rộng hơn nữa mạng lưới tuyển dụng tại các doanh nghiệp, giúp người khuyết tật dễ dàng hơn trong việc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng. Đây thực sự là môi trường làm việc lớn và hấp dẫn đối với người khuyết tật. Khi mà mình đến với DID thì mình có để lại thông tin và bên mình thì hôm nay có tổ chức một cái sàn giao dịch và chính nhờ cái email đó mà hôm nay mình đã tới đây để tìm kiếm cơ hội cho mình. Và kể từ cái thời gian tốt nghiệp đó thì mình đã thường liệt cho đến tháng 11 thì mình may mắn làm công việc tại đây thì công Bình Giang làm ở vị trí nhân sự, sau đó một thời gian thì chuyển sang làm kế toán thu chi và mình đã làm được khoảng nửa năm. Sau đó thì công ty đã ngưng hoạt động cho nên mình đi làm một công việc khác, làm nhân viên bán thời gian chăm sóc khách hàng cho Metro An Phú quận 2. Nhưng mà đây là công việc mang tính chất bán thời gian cho nên sau khi kết cái kế hoạch của họ thì mình sẽ ngưng và kể từ đó thì mình vẫn đang tìm một công việc mới. Tại đây, các bạn được tư vấn về nhu cầu tìm kiếm công việc của mình. Nhóm dự án chủ động liên kết với các cơ sở dạy nghề, giới thiệu cho người khuyết tật được học tập nếu chưa có chuyên môn. Bên cạnh đó, vận động các công ty doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng việc làm ưu tiên những vị trí công việc phù hợp với năng lực và điều kiện của người khuyết tật. Trong quá trình đó, nhóm dự án đã nhận được sự ủng hộ từ phía nhà tổ chức. Nếu mà có điều kiện thì cái sàn của mình không chỉ là cố định ở đây mà có thể là phát triển ở các quận huyện, đi đến những cái quận huyện mà có thể là vùng sâu, vùng xa. Thì mình nếu như được thì mình cùng đồng hành với nhau thì tạo cơ hội thêm, rộng thêm hơn cho người khuyết tật ở các địa phương.
Không chỉ thực hiện tại nhiều sàn giao dịch việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh, nhóm dự án cũng đã tham gia sàn giao dịch việc làm ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, các quận huyện như Thủ Đức, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày tư vấn việc làm, hỗ trợ thông tin cho người khuyết tật. Với quy mô lớn, sàn giao dịch việc làm tỉnh Đồng Nai được tổ chức vào ngày mùng 10 hàng tháng, có hơn 20 đơn vị tham gia tuyển lao động trực tiếp tại sàn, với tổng nhu cầu tuyển dụng là gần 1.000 lao động một tháng. Cũng như tại sàn giao dịch việc làm quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, không khí tại sàn giao dịch việc làm tỉnh Đồng Nai càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Bàn tư vấn của trung tâm luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người tìm việc. Nhưng do sự tham gia hỗ trợ của trung tâm dành cho các bạn khuyết tật ở đây còn khá mới mẻ, nên số lượng các bạn khuyết tật tìm đến vẫn còn hạn chế. Thì trung tâm nhận thấy thế này, số lượng người khuyết tật tham gia còn ít. Thì theo nhận định chủ quan thì có thể là người khuyết tật hiện nay người ta còn nhiều cái mặc cảm, chưa có đủ cái tự tin để hòa nhập vào đối với cái người lao động bình thường. Thì trung tâm muốn rằng người khuyết tật tự tin và hòa nhập vào cộng đồng. Tôi biết đến DND thông qua một cái trang web của chương trình, và tôi đã tìm đến địa chỉ và tôi xin làm tình nguyện viên của DND. Sau được một thời gian thì tôi được bộ phận việc làm của trung tâm DND giới thiệu đi làm ở công ty Asuyo, và công việc của tôi thì hiện nay đó là đang làm thu ngân cho công ty Asuyo. Thì tôi rất là thích môi trường làm việc tại đây, vì là môi trường làm việc đây thì được gặp gỡ với nhiều người nước ngoài, rồi mình được giao tiếp và nâng cao thêm trình độ ở tiếng Anh của mình. Hơn ai hết, những người khuyết tật luôn muốn chứng tỏ rằng họ hoàn toàn có đủ khả năng làm việc, thậm chí làm việc tốt, để tự chủ về kinh tế cho bản thân và gia đình, đóng góp cho xã hội. Họ xứng đáng được xã hội nhìn nhận công bằng về năng lực và tạo nhiều điều kiện việc làm như những người không khuyết tật khác.